41 người Việt đào tẩu khỏi casino ở Campuchia về nước. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn hàng chục người Việt Nam cùng nhau tháo chạy khỏi một casino ở Campuchia, thu hút sự quan tâm của dư luận. Công an huyện An Phú, An Giang xác nhận đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận vụ 40 người làm thuê tháo chạy khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di về nước. Trước đó, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã phát hiện bắt giữ 40 người 35 nam, 5 nữ. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nhóm 40 người này, nhưng họ cho biết từ một casino thuộc ấp Rey Thum, xã Sampeu Pao, huyện Cao Thom, tỉnh Can Đồ, Campuchia bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó có 9 người bị thương nhẹ, hiện đang được y tế địa phương thăm khám, chăm sóc. Theo nhóm người này, công việc hàng ngày của họ là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên họ bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam bằng cách chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh vào Việt Nam.